Hi, xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm mì hoành thánh như lời hứa của mình trong cái video trước đó khi mà mình đi vô cái nông trại mình hái rau. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái rau là rau cải thìa nè, ngày hôm qua mình hái trong nông trại đó. Thì mình sẽ nấu món ăn này nha. Thì rau các bạn hái ngoài vườn thì các bạn phải rửa thật là kỹ nha, tại vì đất nó đóng rất là nhiều, cho nên mình rửa khoảng 3-4 nước chưa cho đất nó ra hết luôn. Thì sau đó mình sẽ cắt thành những miếng vừa ăn, thì mình sẽ nấu chung với cà rốt. Thì đây là nước xương thì mình đã nấu sẵn rồi, thì xương gì cũng được, mình xài là xương heo, xương gà hay là xương gì cũng được hết. Thì đây mình nấu cho cả nhà mình ăn chứ mình không có đãi khách gì hết, cho nên nước nó sẽ bị đục nha, mình không có vớt bọt thường xuyên á. Thì ở đây thì mình sẽ xài loại mì này nè, mì này thì cộng bự thôi, mình không biết tên nha, nhưng mà mình thường hay xài cái loại này nè. Và mình sẽ luộc nó lên, hoặc là các bạn có thể xài bất kỳ loại mì nào cũng được. Thì trong khi chờ đợi mì chín á, thì mình sẽ cho rau vô. Thì đây là hoành thánh mình mua ở chợ Hàn Quốc cái hả mình đi nè. Bây giờ mình cũng sẽ cho nó vô nồi luôn. Thì bây giờ mì của mình cũng đã chín rồi nè các bạn, bây giờ mình sẽ đổ nó ra nha. Và sau đó mình sẽ nêm lên đường, bột ngọt hoặc là nước mắm, muối gì đó, tùy theo các bạn muốn nêm sao nêm, miễn sao vừa ăn là được rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho cái súp này vô cái mì đó, vậy là xong rồi các bạn. Rất là đơn giản và dễ làm lắm. Vậy là xong rồi các bạn, thì món này rất là đơn giản nha. Các bạn có thể làm đãi khách hoặc là ăn sáng hoặc là ăn trưa chiều tối gì cũng được. Thì video đến đây thì cũng đã xong rồi. Thì mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Bye.